2021. Thì trường Trung học phổ thông Lê Anh Xuân đã xây dựng kế hoạch số 40 ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức hội thi giáo dục STEM cho học sinh. Và kế hoạch triển khai là từ ngày 19 tháng 12 năm 2020 và đến thời điểm này thì đã hơn 2 tháng. Và qua các hoạt động thì đã thu hút được khá nhiều các em học sinh tham gia. Và hiện tại thì có tổng cộng là 14 sản phẩm của các em ở các cái lớp. Do vậy đây là cái lần đầu tiên chúng ta tổ chức hoạt động này, nên có thể xem chúng ta vừa là vừa rút kinh nghiệm. Và để các bạn tạo cái dùng tem ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút được nhiều học sinh tham gia hơn nữa, sản phẩm ngày càng có chất lượng và có ý nghĩa thực tiễn. Đồng thời cái hoạt động dùng tem này sẽ lan tỏa nhiều hơn. Và hôm nay thì nhân cái buổi chung khảo cuộc thi giáo dục tem của trường thì thay mặt lãnh đạo nhà trường và đề xuất thành lập câu lạc bộ giáo dục tem và trong nhà trường. Và câu lạc bộ này sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ý tưởng hay cho những năm tiếp theo. Thì trước hết là về câu lạc bộ tem và sẽ đề xuất những thầy cô. Thứ nhất là chỗ thầy Bùi Thị Thanh Nghị sẽ làm chủ nhiệm câu lạc bộ giáo dục tem. Thành viên là quý thầy cô trong ban giám khảo thi ngày hôm nay, còn có thầy Lưu Quốc Quang, cô toán, thầy cô cùng với tất cả những em học sinh có sản phẩm tham gia giáo dục tem trong ngày hôm nay, cùng là thành viên của câu lạc bộ giáo dục tem. Sau đây để có lưu niệm lại thì mời lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô ban giám khảo cùng với các em học sinh là nhóm trưởng của các cái các nhóm em bước lên phía trên để chúng ta ghi hình làm lưu niệm cho cái buổi ra mắt câu lạc bộ giáo dục tem của trường chúng ta. Xin mời.
trong ngành không gian. Em học làm gì? Không có tên là đập vuông nghe. Trong ngành học không có tên là đập vuông. Mà em nói là em nói để em thiết kế cái bản vẽ thì bản vẽ đâu? Dạ cái bản vẽ thì em bỏ cái gì đâu. Phải đem theo chứ, để thầy cô cái kiến thức toán em gì đó em sử dụng thế nào nha. Chứ bản vẽ em như trình bày trong này thì có, nhưng mà không có để đi ở đây làm sao thì biết không? Em sử dụng kiến thức toán cỡ nào? Dây leo đi cho các bạn. Dây leo đây là
xe đó. À để vô xe. Tay xe. Ở đây ở đây là xung quanh nhà chị Diệp phải không? Dạ. Có thể thiết kế là trồng rau. Ở đây có thể là chỗ để xe, đúng không? Nhà này là 2 tầng. Mấy phòng ngủ? Dạ, 2 phòng ngủ ở tầng. 2 phòng ngủ. Chui hơi cực. Xong chưa ta?